ra cậu phải báo cho con từ hôm qua. Nhưng có việc đột xuất phải sang chỗ anh ý, cho nên hôm nay cậu mới nói được. Cậu ơi, có việc gì đấy ạ? Tính cho đến hết hôm qua là con tròn 18 tuổi. Không ai lại cấp tem phiếu cho những thanh niên chưa có công ăn việc làm. Vì thế, cậu buộc phải thông báo với con. Từ nay, con phải tự lo lấy cái ăn kia mặc. Những quy định trước đây vẫn giữ nguyên. Cậu, như thế thì con sống bằng gì ạ? Sao con lại hỏi như thế? Nhẽ ra thì con học xong lớp 10, thi vào đại học, có học bổng, có tem phiếu như anh ý. Nhưng con lừa dối cậu, bỏ học, hậu quả do con gây ra. Thế mà con lại hỏi cậu. Cậu ơi, đã bao lần con thưa với cậu là con có lỗi? Chuyện lỗi lầm ta không bàn lại nữa, nó đã qua rồi. Bạn cũng chẳng ra tiền ra gạo, mà tình cảm cậu con lại thêm nặng nề. Để con khỏi cảm thấy đột ngột, cậu chu cấp cho con 3 cân tem gạo và 10 đồng ngoài kế hoạch. Con tự lo cho đến ra riêng. Cậu ơi, cậu quy định như thế thì cậu giết anh con. Con xin cậu, con suất của con, hai anh em con tự nuôi nhau. Biến! Con đã nhiều lần hỗn với cậu. Con không hỗn, con không dám hỗn. Con chỉ xin cậu thương lấy anh con. Cậu thấy con không phải làm như thế. Anh con đã 18 tuổi. Ngày trước ông nội 18 tuổi đã làm thông phán. Cậu đây 18 tuổi đã đỗ tú tài. 7-8 chủ Tây chủ ta mời làm việc. Đằng này anh con là người như thế nào? Chúng ta không cần phải xét nữa. Cậu chỉ là người thông báo sự việc để anh con biết. Thế cậu đẻ ra anh núi làm gì? Biển ơi, anh xin em. Chuyện chỉ có thế. Con xin thưa với cậu một lần nữa thôi. Xin cậu thương con. Con nên đi ra ngoài để anh con tự do phát biểu. Con chỉ xin phép hỏi cậu là công việc ở cảng, cậu đã xin cho con được đến đâu rồi ạ? À, cậu đã nói chuyện này với tổ chức, có xin cả với ông giám đốc nữa. Họ bảo con phải chờ. Cậu ơi, ra riêng thì người ta có giải quyết không ạ? Thường thì người ta nhận người vào đầu năm, nhưng năm nay chưa biết thế nào. Cậu ơi, cậu thử nói thêm một lần nữa giúp con được không ạ? Cậu đã nói với con nhiều lần, nếu con có yêu cầu đó, cậu sẽ ghi nhớ. Lúc nào tiện, cậu sẽ nói. Bởi vì gặp được ông giám đốc, gặp được tổ chức cũng là chuyện khó. Vâng. Cậu cố giúp con cậu nhé. Con không phải nói nhiều. Cậu dặn con lần nữa, số tiền 10 đồng và 3 cân tem gạo là cậu phải lấy phần của anh ý để chu cấp cho con. Đây là khoản cuối cùng, nên con chú ý trang trải tiêu pha thế nào cho gọi là hợp lý. Con cảm ơn cậu. Con xin gửi lại cậu và anh ý á. Còn chỉ ít. Con không có thói quen ăn phần của người khác. Thôi, nếu con không cần thì cậu cũng chả ép. Bây giờ ta lại thực hiện những quy định như đã thỏa thuận, vì cậu phải đến cơ quan có việc. Cháu thưa bác tổ chức, cháu tên là Phạm Quang Núi, là con trai thứ tư của bố Phạm Đại. Thưa bác, nhà cháu rất khó khăn ạ. Cháu đã nhờ bố cháu thưa với các bác, cho cháu làm việc gì trong cảng cũng được. Thưa bác, cháu chờ đã lâu, cháu sợ các bác nhiều việc nhỡ ra quên mất. Hôm nay cháu chờ bác, xin bác ạ. Bố cậu chưa bao giờ xin việc cho cậu cả.
Mà cái việc tuyển công nhân chúng tôi đã dừng từ tháng trước rồi. Mà nếu cậu có nhu cầu ấy thì về nói với bố cậu là chờ đến sang năm nhé. Thế bố cháu chưa nói gì ạ? À? Tôi không thấy nói. Năm vừa rồi rất ít con em trong ngành xin việc. Mà nếu ông ấy nói thì tôi phải nhớ chứ. Không nói, chưa nói. Bác ơi, thế bây giờ bác có thể linh động được không ạ? Không được. Công nhân đã vào biên chế, ai vào việc ấy hết rồi. Cháu chỉ xin một chiếc quét dọn, hay là một cái gì không phải là công nhân cũng được. Ê, cậu khỏe mạnh như thế này, cố gắng mà chờ đến sang năm. Nếu có đợt ấy, tôi sẽ cho cậu đi học lớp lái cầu. À nhưng mà thôi, tôi đi có việc bây giờ. Dạ. Em không phải hỏi anh nữa. Làm sao hả anh? Thế các bác ấy trả lời thế nào ạ? Cậu chưa hề xin việc cho anh. Có thật không? Thế anh có gặp được bác giám đốc không? Gặp tất cả rồi. Nhưng cậu không nói một lời nào hộ anh. Anh về. Đưa cho em cái này. Trong này có một chỉ vàng mẹ cho anh. Hồi ở quê, anh nhờ mợ Uyên bán nhưng không được. Em giữ lấy, sau này đi lấy chồng, gọi là có chút lưng vốn. Trong này còn 13 đồng, anh tiết kiệm được. Hồi anh đi bốc vác ở ga, em giữ lấy mà may quần áo. Biển, nghe anh nói. Ở đây anh hoàn toàn bị cậu chối từ ghẻ lạnh. Sống như thế, khổ cho em và khó cho cậu. Anh mới gặp một người bạn tốt ở Hà Nội. Anh ấy rủ anh lên đó đi buôn. Nếu làm ăn được, Tết anh sẽ về thăm cậu, thăm em. Làm sao mà anh biết buôn? Thì mình học người ta, khó như chữ còn học được. Chứ đi buôn, chỉ lo mua vào cho rẻ, bán ra có lãi là được. Mà mình đi theo người biết buôn, có vốn, không lo đâu em ạ. Này cầm lấy này. Anh cầm đi mà làm vốn. Bạn anh có tiền, chưa cần anh bỏ vốn. Đây là tiền của em, em cầm lấy để anh đi. Kẻo cậu về, cậu lại làm khổ em đấy. Anh nói thật đi, anh lên Hà Nội hay là đi tìm dì Hiền? Em cũng biết chị Hiền à? Không phải chị mà là dì. Em nghe cậu nói, anh với dì có chuyện gì quan trọng lắm. Anh ơi, anh đừng đi tìm dì ấy nữa. Mang tiếng cho cậu, xấu hổ cho vong hồn mẹ. Anh đi buôn. Mà nói thật, bây giờ biết chị Hiền ở đâu, anh cũng đi tìm ngay. Em chả hiểu gì cả. Em không hiểu gì anh cả. Em không biết. Em thương anh thì em mới nói thế. Thì anh nói anh đi buôn với bạn anh trên Hà Nội. Thôi, anh đi đây. À, em nhớ hôm cúng tất niên, em đốt quần áo gửi xuống cho mẹ nhé. Vâng. Anh chờ em một tí. Em để riêng cho anh. Anh ăn rồi hãy đi.
còn lại mẹ Nguyễn Thị Hiền, sinh ra ở làng Vực, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng. Còn là con cả của mẹ, tên là Phạm Quang Núi, ngụ ở số nhà 35, tiểu khu Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Hôm nay mới là 24 Tết, con không có tiền để mua được gì, chỉ có cái bánh chưng nhỏ nhúng muối với thẻ nhang con thắp để lạy mẹ, để mẹ thông cảm cho con là đến Tết con không lên khấn mẹ được. Mẹ ơi, hiện nay con đang lang thang, không có nơi nương tựa. Mẹ sống khôn chết tiêng, đi mây về gió. Mẹ phù hộ cho con, con không phải là thằng con hư hỏng bạc bẽo đâu mẹ ơi. Bố con đã quyết đẩy con ra khỏi nhà, bây giờ con không biết sẽ đi đâu, không tìm được việc gì để kiếm sống. Con mắc tội lừa dối mọi người, lừa dối bố con. Mẹ ơi, bây giờ con có muốn đi bộ đội, thanh niên xung phong cũng không thể đi được. Ai trong một thằng con đã bị bố lừa bảo nó kẻ lừa lọc, trộm cắp đi đâu. Cúi đầu lại mẹ, có khi con phải đi ăn cắp với mẹ ơi. Mẹ sống khôn chết tiêng, phù hộ cho con, đừng bắt con phải ra tù vào tội. Con lạy mẹ, con đi ăn cắp, con cũng chỉ kiếm đủ ăn qua cái Tết này, rồi con sẽ đi kiếm việc làm, chăm lại vong linh hồn mẹ, ngàn lại vong linh hồn mẹ. Đào thế đấy anh ạ. Đây thế, 5 xu quả bóng anh ạ. Không không có tranh ngũ hổ à? Bạn cho tôi bó hoa này. Chị ơi, cảnh mai là bao nhiêu? Chị mua quất đi ạ. Bao tiền cái quất hả? Bao nhiêu chị? Tôi xin cái tranh lợn này. Ạ. Lạnh phết, đồng rưỡi được không ạ? Đẹp không em? Đào. Chúng giả rẻ thế. Mày ơi, con cơ stít. Giá bao nhiêu? Chị nên chỉ 3 đồng. Lại đây tôi bán. Đắt quá. Năm nay quất có phải kém. 2 đồng em nhá. Hơ là sổ. Cành này đẹp này anh này, anh mua cành này đi. Trong nhà bây giờ chỉ cần một cái màu đỏ. Anh mua đem để anh cũng một đồng. Đẹp xấu làm cái gì? Không biết đến ngày mùng 1 nó có nở. Nhà bác đã coi bánh chưa? Tôi phải mang về tận bên sơ tán. Hay mình lấy mua bóng đi. Mang về trước khi cắm đốt gốc. Mày đi mua bóng đi. Đi đi. Hoa. Mm-hmm.
dừng lại. Mẹ quàng khăn cho con đỡ lạnh nhé. Ăn được nữa không? Tôi biết cậu vẫn còn đói. Nếu còn đói thì ăn hộ. Ăn cho vui thôi. Rồi sau đó anh sẽ nhờ một việc chứ gì? Không có nhu cầu. Đã bảo đói thì ăn, không đói thì thôi. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Nhưng mà trời rét thế này, có một điếu thì cũng vui miệng. Nếu không hút thì đừng ham cái thứ vui ấy. Tớ nói thật, cậu vẫn chưa no. Cậu ăn đi, tớ mua cho cậu đấy. Cảm ơn anh ạ. Ơn huệ gì, ăn đi cho nó nóng. Anh người ở đâu mà tốt quá. Cũng ở gần đây thôi. Nhận xét tốt xấu bây giờ thì hơi vội đấy. Anh có nhà không ạ? Đương nhiên là có. Thế anh công tác gì ạ? Cậu bắt đầu tò mò rồi đấy. Thú thật, lòng tốt của anh làm em bất ngờ quá. Để giải tỏa nỗi lo âu của cậu, thỏa mãn trí tò mò, tớ nói thật, tớ là kỹ sư đang thất tình. À, có phải anh muốn em làm việc với tình địch của anh không? Đời nào tôi làm phí công phí sức của cậu như thế. Thôi nhé, để cậu khỏi băn khoăn, tôi về đây. Cậu cứ tiếp tục ăn đi, rồi làm nốt công việc của mình, được chưa? Thế nhé. Dạ vâng ạ. Anh nằm dưới nấm mộ xanh, nghĩ về một chuỗi lênh đênh cuộc đời. Tình yêu em bỏ đi rồi.
phải ấy đấy không? Lên đây. Vào cửa. Đi vòng lên đây. Có phải anh gì ở cửa hàng ăn uống lúc nãy không? Lại còn không phải nữa. Lên đi. Buông tắm kia. Vào mà rửa ráy. Nếu cần tắm, có phích nước sôi, lấy mà tắm. Em cũng vừa mới tắm xong. Không tắm thì cũng phải thay quần áo đi. Trời lạnh thế này, mặc quần áo ướt là cảm đấy. Cầm lấy. Dạ, em... Ừ, đã bảo là thay đi mà. Cảm ơn anh ạ. Ừ. Nếu không gặp được anh thì không biết đêm nay em sẽ ngủ ở đâu ạ. Rồi cũng tìm ra thôi. Màn trời chiếu đất, rộng mênh mông thiếu gì. Cậu uống nước đi. Vâng. Em mời anh ạ. Ừ. Cậu tên là gì nhỉ? Dạ em là Núi, người Hải Phòng ạ. Nghe giọng thì biết rồi. Còn tôi là Mai, Hoàng Mai. Anh là nhà thơ, thế mà anh lại nói là kỹ sư. Sao cậu biết? Hồi còn đi học, em đọc ở báo Văn Nghệ. Ở Văn Nghệ Quân Đội có chép cả thơ tình của anh nữa. Em đọc một bài thơ của anh nhé. Thôi, biết nhau là quý rồi. Sự quan tâm và trí nhớ của cậu đối với mình thật đáng để cho hai ta uống một chén với nhau, hả? Ví dụ, mấy bài thơ của mình, cậu đọc, đã dám gọi là kỹ sư tâm hồn chưa? Quá đi chứ ạ. Nào. Dạ. Thế lâu nay anh có làm thơ nữa không ạ? Có. Nhưng chỉ làm cho mình thôi. Anh là nhà thơ quân đội à? Là lính làm thơ, chứ chưa phải là nhà thơ. Kỹ sư tâm hồn là tự phong. Được đăng thơ trên báo, là nhà thơ, là kỹ sư tâm hồn rồi ạ. Tùy sự công nhận của cậu, chứ tự lượng sức mình thì chưa phải là nhà thơ. Mà cậu hỏi tôi hơi nhiều, phải kể về mình một chút đi chứ. Dạ, em hoàn cảnh lắm ạ. Chưa, trông người ngợm còn rất khá. Duy chỉ có bộ trang phục là biểu hiện cái hoàn cảnh để người khác chú ý. Mũ quốc tế, quần áo công nhân, túi xách mô đen thời đại. Còn gì nữa nhỉ? À, cái ria mép mọc non kia, biểu hiện của sự càn quấy. Đôi mắt u buồn, mang đậm dấu vết mất mát chịu đựng. Anh tinh thật đấy. Đúng là nhà thơ ạ. Này, nói thật đi, cậu định lên Hà Nội làm gì trong mấy ngày Tết này? Em đi kiếm ăn ạ. Dùng từ cho chính xác. Dạ, thì nếu ai thuê thì làm. Ừ. Cùng lắm thì đành phải... Phải gì? Đành phải... Thôi, không cần phải nói tiếp nữa. Không cho phép cậu làm như thế. Trông mặt mũi thế kia, đành phải. Đành phải cái gì? Đành phải điên cắp à? Vâng ạ. Rõ rồi, tôi đoán không nhầm mà.
Thế đã ăn cắp lần nào chưa? Chưa. Khó lắm anh ạ. Hình như cái mặt em không phải là mặt ăn cắp. Đi đâu cũng lộ. Không có cái mặt nào sinh ra để đi ăn cắp hết. Chỉ có ý đồ mưu mô ăn cắp thôi, cậu hiểu chưa? Em xin thưa với anh, em đã học xong cấp 3. Em đã đi thi học sinh giỏi cả văn lẫn toán. Em... Thôi, việc đó ta bàn sau. Trong lúc người ta phải bỏ đá vào túi để đủ cân vào bộ đội ra chiến trường. Còn cậu lại đi học ăn cắp à? Anh ơi, em có muốn đi bộ đội cũng không được ạ. Em không có lý lịch. Bố em không chấp nhận em. Xã hội không có chỗ cho em ạ. Không có lý do nào từ phía mình chứ? Dạ, em cũng có lỗi ạ. Thế rồi định đi ăn cắp? Biết nói thế nào để anh thông cảm. Thế cậu đã yêu bao giờ chưa? Dạ, cũng có ạ. Đã thất tình chưa? Dạ. Ở đời khủng khiếp nhất là thất tình. Vậy anh... Đúng, mình đã thất tình, đã nghĩ đến trả thù, đã nghĩ đến cái chết. Mình và cô ấy yêu nhau, thề rời non lấp biển để đến với nhau, đã định cưới nhau. Cô ấy bắt mình thay bộ đồ lính, mặc com lê, mình không chịu. Đời người con gái chỉ có một lần. Người ta đòi hỏi như thế, lẽ ra anh nên chiều chứ ạ. Cậu không hiểu cái gì cả. Giữa một đám lính lộc ngộc, mình bận đồ com lê đi mượn, nó còn ra cái gì nữa? Tại sao mình không sử dụng cái mình đang có, mà phải dùng cái mượn, cái tạm? Nhưng chú em ơi, sự việc không đơn giản như thế. Bộ com lê chỉ là cái cớ để cô ấy không muốn chấp nhận người lính. Cô ấy muốn một chỗ giàu sang. Thế đấy. Vậy thế anh chị đã có va chạm gì chưa? Có sâu sắc lắm không? Yêu nhau 3-4 năm lại còn không sâu sắc nữa. Nhưng khi nhận ra trái tim đó không hoàn toàn dành cho mình thì mình lại không cố nữa. Cậu có biết chữ này là chữ gì không? Dạ, em không biết chữ nho ạ. Nó là chữ nhẫn, nhẫn nhục, nhẫn nại, chứ không phải là nhẫn đeo tay. Chữ này bao gồm phía trên là chữ đao, phía dưới là chữ tâm. Đao nằm trên tim, cậu có hiểu không? Em hiểu ạ. Thế thì sức vóc người ngợm mạnh mẽ như cậu, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi ăn cắp hoặc học để ăn cắp. Cậu phải về Hải Phòng. Tuy nhiên, như hoàn cảnh cậu kể hiện tại, cậu chưa nên về vội. Cậu ở lại ăn Tết với mình. Sáng ngày 5, tớ trả phép đơn vị ở khu 4. Cậu về Hải Phòng luôn, được chứ? Thế ra anh vẫn còn tại ngũ ạ? Còn. Hay là anh cho em đi bộ đội với? Cậu làm mình như tổng tư lệnh không bằng. Quân đội có phải là cái chợ đâu mà ai muốn vào cũng được. Hãy về bàn với bố cậu, xin với khu phố, muốn đi đánh giặc chắc cũng không ai ngăn cản. Vâng, em nghe lời anh ạ. Ngay khi xe chạy, cậu ra ga về Hải Phòng luôn. Như đêm qua, anh em mình thỏa thuận. Nên nhớ là không để phí hoài cái mẽ này. Cái sức lực này, anh tin cậu gặp điều tốt lành trong năm nay. Cậu cầm lấy chút này.
Anh đã mừng tuổi em rồi thôi. Đó là chuyện khác. Cái này giúp cậu mua vé tàu, ăn đường. Thôi, chia tay nhé. Vâng ạ. Anh đi nhé. Vâng. Em chào anh ạ. Đi nhé. Bà về lúc nào thế bà? Được một lúc rồi. Này, mất cảnh giác thế. Nhà cửa chống tuần chống toàn thế này, có ngày com cóp cho cọp nó sơi. Có gì để mà mất hả bà? Trộm lớn thì nó chả bỏ để ý đến mình, còn trộm bé thì phố mình không có. À, thằng Núi nó về rồi đấy. Bà thấy nó ở đâu? Nó đang đứng ngoài cổng ấy. Chắc là bố nó đi làm, con Biển đi học. Bà gọi nó vào đây. Thằng bé cũng thật tội nghiệp. Tôi cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Không, thằng này nó cũng không đến nỗi đâu. Phải cái ông bố nó nghiệt ngã quá. Thôi, bà cứ đứng đây nhé. Để tôi ra tôi gọi nó vào. Ừ. Núi ơi. Cháu chào bác ạ. Năm mới, cháu chúc bác năm nay mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng ạ. Mới đi có mấy ngày mà ăn nói người lớn quá nhỉ. Đi về nhà bác đi. Cháu chờ em Biển cháu ạ. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Cái Biển chắc chưa mới về. Đi. Vâng. Đi. Vào đi cháu. Vâng. Vào ạ. Đây. Cháu chào bác ạ. À, Núi đi à. Vào đây ăn với các bác miếng bánh chưng con. Ngồi xuống đây. Ăn đi cháu. Cháu xin ạ. Chúng tôi cũng ái ngại cho hoàn cảnh của cậu lắm. Hôm mùng 2 tôi có sang chúc Tết. Tôi có đặt vấn đề với ông ấy. Nhưng xem ra ông ấy còn để bụng lắm. Kể ra thì cậu cũng có khuyết điểm. Tự động bỏ học, lại đánh lừa bố. Nhưng mà cũng có nguyên do của nó. Chứ sao? Con mình đẻ ra mà đứa yêu đứa ghét thì không phải đạo làm cha làm mẹ. Tính cái ông này xưa nay vẫn nghiền nghiệt thế nào ấy. Này! Hay là chuyến này mình đưa ra tổ dân phố, tạo cho ông ấy một mẻ. Cháu xin hai bác ạ. Ông này Thiên Lôi có đánh bên cạnh, ông ấy vẫn giữ lập trường. Mà lắm lý sự lắm. Đụng cái giờ lột ra với vợ con. Thôi thế này Núi ạ. Bố con mà không chín bỏ làm mười với nhau, thì khó gần lắm. Nên cứ để ông xuôi xuôi đi, rồi hãy tính. Hay thế này, ta làm cho ông ấy sợ một phen. Tôi nghe nói thành phố đang mở trường lao động ở Cát Bà ấy. À, cháu biết rồi. Đấy là trường giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến ạ. À, cậu đã biết tường tận như thế thì khá đấy. Thực ra thì cậu cũng chưa phải ở diện cưỡng chế. Nhưng chúng tôi nghĩ làm như thế để cho ông bố cậu động lòng. Và lại có khi ông còn sợ mang tiếng. Ta thử lấy độc trị độc xem sao. Cháu cảm ơn hai bác ạ. Cháu hiểu ý tốt của hai bác. Cháu chỉ mong có việc làm. Làm ở đâu cũng được ạ. Cháu xin hai bác giúp cháu. Cậu đã sẵn sàng như thế thì chúng tôi cũng sẽ có lời với các chú công an ở trên đồn, lại cả các bác ở trên tiểu khu nữa. Cậu ăn đi này. Thế Tết vừa rồi về quê ngoại ăn Tết hay ở đâu? Cháu về quê ngoại ạ. À, thế cậu đã quyết tâm thật lòng chưa? Quyết tâm cái gì ạ? À, đi lao động cải tạo ấy. Cháu chỉ mong hai bác giúp cháu ạ. Thế thì phải có cái đơn. Tôi đi lấy giấy, cậu viết luôn nhé. Vâng ạ. Cậu ăn khỏe vào, ăn đi, ăn đi.
cậu không được làm thế. Chết hết. Đã bảo không làm nữa cơ mà. Làm gì mà hắc thế ông anh? Các em không biết, cái chất phi lao này rất chua. Dây khoai không mọc được. Chết hết. Ông anh nói như kỹ sư nông nghiệp ấy. Hồi đi sơ tán, anh đã làm chết nửa sào khoai của cậu mợ anh vì phủ thứ lá này đấy. Nhưng trên đảo này có lá gì ngoài phi lao nữa đâu? Có. Lá chuối rừng ở thung lũng kìa. Mình đi xa một chút, nhưng lá chuối dài phủ được nhiều, có phải lợi hơn không? Mình mất công trồng mà để cho nó chết thì trồng làm gì? Ông anh đi ở đây chờ ăn khoai rồi mới về hay sao? Anh cũng chả biết nữa. Nhưng tính anh, đã làm cái gì là làm bằng được. Thôi, ta đi nào. Bọn em biết lịch sử của đảo Cát Bà này không? Một chuyện tình lâm ly nhá. Kể đi anh Núi. Anh kể đi. Ngày xưa, từ lâu lắm rồi, đảo Cát Bà toàn là đá mà hầu như chưa có sự sống ở trên đó. Thế rồi bỗng một hôm, trời nổi cơn giông, mưa to gió lớn. Có một gia đình ngư dân bị đắm thuyền, dạt vào đảo. Núi! Phạm Quang Núi! Các cậu làm gì ở trong đó thế? Dạ, bọn em đi lấy lá chuối, che cho khoai anh ạ. Để hai cậu kia làm, cậu Núi về gặp lãnh đạo. Có chuyện gì vậy anh? Về khắc biết, mau lên. Thế còn ai che khoai ạ? Đã bảo để hai cậu kia làm được rồi. Anh cho em giúp bọn nó, chứ hai cậu này yếu lắm ạ. Nào, đã thế cậu đưa tôi vác hộ một bó, còn hai bó nhỏ cậu vác về cho nhanh. Em cảm ơn anh ạ. Nhưng anh ơi, gọi em về có chuyện gì đấy ạ? Hay là chuyện khoai mới trồng chưa kịp phủ ạ? Thôi đi, bảo hai thằng nhỏ nhanh chân lên, rồi tôi với cậu chuyển lá về cho chúng trai khoai, rồi đi về. Vâng ạ. Anh ơi, có phải cậu em ra không ạ? Có đoàn của Sở Lao động thành phố ra, cậu gần hay cậu xa? Dạ, tức là bố em ạ. Từ nhỏ, bọn em gọi bố là cậu. À, ra thế, ông cụ làm gì? Cậu em làm ở cảng ạ. Cán bộ cỡ gì? Em cũng không được biết. Thôi, vào đi khắc biết. Ăn kẹo đi. Dạ, cho xin ạ. Bài thơ này hay chưa? Ăn kẹo đi anh. Anh uống nước đi ạ. Cháu chào các bác ạ. Giới thiệu với anh, đây là cậu Núi, Phạm Quang Núi. Thế hả? Cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu bao tuổi hả? Dạ thưa, cháu đang tuổi 19 ạ. Hoàn cảnh cậu này chúng tôi đã trình bày với các anh. Thực ra cậu không muốn rời khỏi đây. Xong nếu các anh tạo được công ăn việc làm cho cậu ấy thì coi như cứu được một con người. Các đồng chí không cần phải nói nữa. Chúng tôi đã nói nhận là nhận. Có điều cũng cần phải có thời gian. Ở chỗ các anh mà có phong trào văn nghệ báo tường thì cậu này sẽ phát huy được rất nhiều tác dụng. Tờ báo mà mọi người đang xem kia hầu hết là do cậu ấy sáng tác. Làm thơ cũng hay mà vẽ cũng được. Em có hộ khẩu nơi thành không? Thưa chú, cháu là người Hải Phòng gốc ạ. Tốt rồi. Ví dụ bây giờ làm thợ máy nổ, em có làm được không? Việc gì cũng được, cháu chỉ muốn được đi làm ạ. Tốt rồi. Hôm nay chúng tôi ra đây vừa là úy lạo, vừa là tìm công nhân.
Tôi và anh Toán đây là công đoàn và tổ chức của nhà máy cá Hộp. Mà nhìn em cũng không đến nỗi nào. Tôi đã hứa với các anh lãnh đạo ở đây là nhận em về làm việc. Cháu vô cùng biết ơn hai chú. Biết ơn lãnh đạo trại. Hai chú ơi, không cứ gì việc làm thợ máy nổ, mà làm chân chùi máy hay quét dọn rác rửa gì cũng được ạ. Yên tâm, có văn hóa, có sức khỏe như em, nhà máy sẽ bố trí một công việc thích hợp. Vâng ạ. Thay mặt em Núi và các em được nhà máy quan tâm, chúng tôi cảm ơn các đồng chí. Mong rằng mối quan hệ này của chúng ta giữ gìn và phát triển. Vâng, tất nhiên rồi ạ. À, Núi này, ra gặp cô áo đỏ kia nhá. Lại đó nhận quà, rồi chuẩn bị một cái sơ yếu lý lịch. Thứ năm này, cậu lại phòng tổ chức của xí nghiệp nhá. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Em xin. Cháu xin ạ. Bác Mùi ơi, bác Mùi. Núi. Bác ạ, cháu đã về, cháu được nhận vào làm ở nhà máy cá Hộp ạ. Ôi, thế ư? Vâng ạ. Bác mừng cho cháu. Thế bao giờ đi làm? Con phải đợi thủ tục giấy tờ bác ạ. Nhưng các anh ở ngoài ấy đã chấp nhận đề nghị của các chú ở nhà máy cá Hộp. Lần này họ nhận 50 người, tên cháu được đứng thứ nhất ạ. Đúng là trời đất có mắt. Ông bố cậu sau này cũng phải nhìn đời kiểu khác. Đi tắm giặt đi, hay là tắm ở đây cũng được. Hoặc về nhà cho con biển nó mừng cũng được. 6 giờ chiều đến đây ăn cơm với các bác. Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác. Bây giờ cháu xin phép về thăm em cháu với cậu cháu ạ. Ờ, nhớ nhá. Vâng. 6 giờ chiều đến đây. Ở ngoài đảo chắc thiếu rau. Hôm nay các bác chiêu đãi cháu món canh cua nấu mùng tơi, hoặc cá cơm nấu lá hẹ. Tùy cháu chọn. Bác cho cháu món mùng tơi ạ. Cháu đi đây. Ờ. Biển. Biển ơi, anh đã về này. Anh sẽ được nhận vào làm công nhân nhà máy. Vâng. Thế thì mừng cho anh đi. Đừng khóc nữa. Bao giờ thì anh đi làm? Anh còn đói lắm không? Việc đi làm cũng còn phải chờ. Anh để bụng để tối liên hoan với các bác trong tổ nước sôi. Ở chỗ bác Mùi phải không anh? Đúng. Nhờ bác ấy mà anh được đi trại, được các chú ở nhà máy cá Hộp biết đến, nhận vào làm việc. Anh ơi, em nghe bác Mùi nói cậu phải làm một bà ở cơ quan, hình như là nhân tình.
hai người ăn cơm với nhau cả trưa, cả tối. À, anh ơi, hôm nọ cậu lấy mất cái nhẫn vàng của anh cho em. Sao cậu lại lấy? Cậu lấy để cho tình nhân à? Tên mụ nhân tình là gì? Em không biết. Tối nay cậu đã cắt cơm. Mà như thế thì 11 giờ đêm cậu mới về. Em có biết nhà mụ nhân tình ở phố nào không? Em không biết. Muốn biết anh phải hỏi bác Mùi. Anh trèo cổng vào nhà mà tắm rửa. Cậu đã nói là cậu không về đâu. Anh không thèm. Anh phải đi đòi lại cái nhẫn cho em. Phải cho mụ ấy một trận. Không được. Anh tự tiện vào nhà người ta, gây sự, làm cậu xấu hổ, cậu sẽ thù anh thêm. Với lại, anh vừa đi cải tạo xong, mà để xảy ra chuyện lôi thôi, thì tội càng thêm nặng. Em cho anh bát nước rửa mặt. Anh phải đi gặp bác Mùi. Vâng. À, anh cho em cái này. Đẹp quá nhỉ. Ừ. Anh làm cho em đấy. Anh giỏi quá. Anh đừng bảo em nói là cậu có cái bà gì ấy, anh nhá. Được rồi, bác Mùi tốt lắm. Chắc bác ấy sẽ giúp đỡ anh em mình. Nhưng anh cũng đừng nói chuyện cái nhẫn vàng làm gì. Nói ra người ta càng cười cậu, cậu càng tức, thì anh em mình lại càng khổ. Ừ. Thôi, anh đi đây. Không biết là cậu Núi có về kịp không? Kẻo cơm lại nguội mất. Không sao, không sao đâu bà. Cơm nguội một tí, ăn lại mát. Bà đã nói cái chuyện ông Đại tằng tịu với mụ Chót với cậu ấy chưa? Ai lại nói? Nhớ nó đi chạy về, mang cái hung tính ra gây sự với mụ Chót. Có phải mình già rồi mà dại không? Cái lão này, già mà còn ngu. Con mình không nuôi, lại đi nuôi con người khác. Mà con nhà Chót á, mắt dậy lắm. Còn khuya mới ăn được của nhà lão Đại. Biết đâu, lão lợi dụng nhà Chót. Bác còn giấu cháu. Các bác giấu cháu. Giấu cái gì? Cơm canh đang ngon đây. Ăn đi đã. Cậu hứa với chúng tôi những gì? Cái chuyện cậu cháu ấy. Ai hơi sức đâu mà theo dõi cái chuyện nhà cậu. Ông ấy có chân thì ông ấy đi. Chúng tôi lo thân còn chưa nổi nữa. Nào biết đến ai? Gì thì gì, cơm nước đã. Lạt mềm buộc chặt cậu ạ. À. Cậu có thắc mắc gì, nhất thiết là phải nói trong lúc bình tĩnh. Cứ nghe bác đi. Nào, húp trước một bát cho nó mát ruột. Vâng. Đang ngon đấy, ăn đi cháu. Cháu mời hai bác ạ. Cháu cũng chỉ vì cái tình thương. Ngày xưa mẹ cháu ăn ở phúc đức lắm. Sau này thế nào các cháu cũng được hưởng lộc đấy. Còn cái chuyện của ông ấy là chuyện rời ơn. Cũng phải thông cảm với ông ấy. Là trẻ chưa qua, già đã tới. Con cái thì mỗi đứa mỗi nơi, công việc lại không ổn định. Cho nên nếu ông có lông phông một tí cũng là lẽ thường. Và lại nếu có tai tiếng gì thì người đàn bà kia phải chịu nhiều hơn, chứ chả đến lượt ông ấy đâu. Phải không bà?
Nghe nói ông đại chỉ đến đấy nghỉ tạm buổi trưa cho nó gần cảng thôi. Ông ấy là người kỹ tính. Cái nhan sắc tính tình của con mụ chót có đem so cũng không bằng móng chân của bà Hiển. Cái bà tên là Chót ạ. Cái bà này, chót hay chết cháu không cần phải để ý. Cháu mà có hành động gì là cháu dại đấy. Dâm vô tích, đạo vô tang. Mình nói có, người ta bảo không. Nhất là người ta lại là bố mình. Liệu cháu ăn nói ra làm sao? Cháu sẽ trị mụ ấy. Rút dây động rừng. Cậu bắt đầu cạn nghĩ rồi đấy. Chúng tôi đã hết lời khuyên cậu, mà cậu cứ khăng khăng giữ cái thói ở trại. Thôi thì tùy cậu. Bác nói có phải không nào? Cháu xin vâng lời hai bác ạ. Đấy, thanh niên là phải nghĩ quảng đại như thế. Bây giờ, trước mắt cháu phải tính đến chuyện đi làm ở nhà máy cá hộp, rồi trở thành công nhân này, rồi lấy vợ, rồi còn lo cho thằng sông, con biển. Bác nói để cho cháu biết chứ, cái trò của ông ấy mà. Rồi cũng no sôi chán chè nhanh thôi. Lúc đó lại trả về làm lành với các cháu ấy chứ. Nào, ăn đi cháu. Thằng này nó giống tính mẹ nó, chứ cứ khinh khỉnh như cái cậu ý á. Có các vàng thì các bác đây cũng chẳng thèm nhìn. Con chào cậu ạ. Về rồi đấy à? Con về từ chiều, nhưng không có chìa khóa để vào nhà. Điều đó là đương nhiên. Thế bây giờ có muốn vào không? Thưa cậu, con chỉ muốn về nhà mình thôi ạ. Vào đi. Cậu để con dắt xe chứ? Cũng chưa đến lúc phải thế. Tạo xong rồi à? Vâng, con được nhận vào làm ở nhà máy cá hộp ạ. Lâu chưa? Mới tuyên bố thế, con chờ sắp xếp. Chờ bao lâu? Nhanh thì vài tuần, chậm cũng vài ba tháng ạ. Thì ra mới chỉ là một lời hứa. Thế cấp nào hứa? Dạ, một đoàn khách quan trọng của sở lao động và nhà máy ạ. Đã trình báo khu phố chưa? Con báo với bà tổ trưởng rồi ạ. Thế người ta bảo sao? Bảo trong khi chờ đợi, cứ về nhà nghỉ ngơi, giúp đỡ cậu và giúp em Biển ạ. Thế này nhá, con nói thế thì cậu cảm ơn, nhưng không có gì để con phải giúp. À này, bà ấy tốt thế, sao không bảo bà ấy cho ở nhà, lại về đây? Nhà bà ấy chật chội hơn nhà mình, và lại bà ấy không đẻ ra con. Mà con cũng có chuyện muốn gặp cậu. Gặp cậu? Vâng, con xin gặp cậu. Về vấn đề gì? Xin cậu bình tĩnh. Nhỏ thôi kẻo em Biển dậy. Cậu quy định cho nó 9 giờ phải ngủ, bây giờ đã là 12 giờ, không ngại. Chuyện không thể nói một câu mà xong được, nên con xin cậu cho con vào phòng cậu. Vào phòng cậu? Vâng, như thế tốt hơn. Tốt thôi, cậu cũng cần phải giải quyết với con cho nó hợp lý thỏa đáng. Cậu có quan hệ với bà Chót? Cậu có quan hệ công tác với tất cả mọi người trong cơ quan?
nhưng với bà Chót thì cậu đến ăn trưa, ăn tối và về khuya. Ví dụ như hôm nay. Điều đó cậu thấy không có nhu cầu tự khai báo. Và con, một thằng cải tạo vừa mãn hạn ra lại càng không có quyền hỏi. Cậu lấy chỉ vàng của em con cho mụ ấy. Em con còn phải nhờ cậu nuôi ăn, nuôi học, chưa làm ra tài sản. Đương nhiên là không có vàng dự trữ. Đó là của mẹ cho con cho em con. Điều đó lại càng phi lý, bởi vì ngày xưa bái phục vụ cậu, chưa bao giờ cậu cho bái vàng. Thế thì đích thị vàng ấy là lấy cắp của cậu. Cậu nói không đúng. Vàng ấy là của chị Hạnh Vân, tặng mẹ con, chính mắt con trông thấy. Cứ cho là con nói đúng, thì dù chị Hạnh Vân cho đi nữa, cũng là lấy từ anh Nam. Mà của anh Nam tức là của cậu. Khi đã là của cậu, thì cậu phải có trách nhiệm thu hồi. Cậu nói giống như đèn cù. Tùy con nghĩ thế nào cũng được. Bây giờ thì chúng ta phải cùng bàn đến chuyện của con. Con lại đây. Đây này, hộ tịch con đã chuyển. Ngày đi trại, chính con nhờ cậu cắt. Con nhớ không? Dạ, con nhớ. Ừ. Nhưng trong lúc làm thủ tục giấy tờ... Ừ, thì con cứ đi đâu đó. Hay là trở về trại. Sau này nhà máy người ta có trách nhiệm. Cậu ơi, con không trở về trại được. Vì con chả có tội gì. Cậu có biết, hồi con xin vào đó, khổ thế nào không ạ? Sướng khổ là việc của con. Cậu chả được gì lại còn mang tiếng là có thằng con chậm tiến, phải đi trại cải tạo lao động. Bây giờ con vào đó lần nữa thì cậu còn mang tiếng hơn. Con không phải lo xa. Cậu như thế nào thì người ta đều hiểu. Nói thật, dù con có đi tù thì cũng chẳng quan hệ gì đến cậu. Cậu định không cho con ở nhà? Trong nhà này chỉ có những người đăng ký hộ khẩu thường trú mới được ở. Con chỉ xin cậu cho con mượn hộ khẩu. Con đi đăng ký tạm trú thôi. Trong đời cậu chưa một lần cho người khác mượn hộ khẩu. Cậu, con chỉ xin cậu lần này thôi ạ. Cậu ơi, anh con xa nhà nửa năm nay. Nay anh con được về, mong cậu thương anh con. Mà con cũng sắp thi lên cấp 3. Con phải nhờ anh con phụ đạo. Cậu đã xin cho con vào học lớp A của trường. Cậu nghĩ rằng ở đó các thầy có đủ kiến thức để dạy con. Con phải hiểu rằng thời chiến, việc quản lý hộ khẩu là một việc rất hệ trọng. Nhưng mà anh con là con của cậu. Nhưng hộ khẩu đã cắt, cái lý là nó ở chỗ đó. Nói tóm lại, cậu chỉ là người làm đúng pháp luật. Em sẽ ra đường. Cậu, hai anh em con xin cậu. Núi, khuya rồi. Cậu, con xin cậu. Biển, em không việc gì phải khóc. Con hỏi cậu một câu nữa thôi. Cậu nhất quyết đuổi con ra khỏi nhà đêm nay như thế này à? Đừng đổ oan cho cậu. Cậu chỉ yêu cầu con làm đúng. Hộ tịch không ở đây thì người không ở đây. Cậu ăn ở cạn tàu giáo máng lắm. Đã nói thế, anh đừng bao giờ nhìn mặt tôi.
con xin cậu, cậu hãy tha cho anh con, cậu đừng đuổi anh con. Cậu không đuổi, cậu chỉ cảnh giác với bọn phá hoại trật tự chị An. Cậu độc ác hơn cả bọn đi quốc. Tôi biết trước sau anh cũng nói tôi như thế, cho nên tôi phải từ anh từ cái hồi anh bị bắt. Anh thấy tôi cũng là người biết trước đấy chứ. Đã thế, con cũng không cần bố con gì nữa. Anh đã nói thế thì tôi cũng nói để anh biết. Ngoài con Biển là phận gái, tuy còn bé nhưng tỏ ra biết điều, tôi không nỡ bỏ. Còn anh, chưa bao giờ tôi coi anh là con. Tôi biết, tôi chót dày với mẹ anh, cho nên tôi buộc phải coi các anh như con. Nhưng tôi ngỡ tưởng rằng ở trong nhà tôi, các anh sẽ học được cái nề nếp gia phong, học hành tử tế. Nào ngờ đám bèo bọt lại trở về với bèo bọt, trộm cắp giảm mạnh. Đã bao nhiêu lần bôi giò chát chấu lên thanh danh của tôi, anh biết không? Vì thế tôi ngầm thề rằng có tôi thì không có anh. Ông cứ nhớ đấy. Mày cứ đi đi, ông cũng không bao giờ quên. Làm thế à? Muốn chết hả? Tiên sư con chó ngu. Giả vờ đi ăn cắp hả? Đã vặn cái ống nào của tao chưa? Anh ơi, tại vì đêm qua mưa to quá, em chỉ chui xuống chú nhờ thôi ạ. Thế thì đích thì mày định tự tử rồi. Tao mà không kiểm tra cái cho xe chạy thì mày ra cám rồi con ạ. Phải dạy cho mày khôn ra. Anh uống nước ạ? Chú uống nước. Chia thế nào đây? Hỏi bác Trượng xem. Bác Trượng? Ôi trời, suốt ngày sách với báo. Chia thế nào đây? Tùy, tôi thế nào cũng được. Nhưng mà ông lấy xăm hay lấy quần đùi? Được cả hai thứ thì càng tốt. Xin lỗi nhé, đã xăm thì thôi quần đùi. Thế còn lốp? Cháu chào hai chú. Cháu chào cô ạ. Lại là cậu à? Hôm nay ông trưởng phòng đi vắng nhá. Thưa hai chú với cô, hôm qua bác trưởng phòng bảo hôm nay cháu đến gặp chú Trượng. Ông Trượng hả? Đây, ông đây này. Sao? Có vấn đề gì? Dạ thưa chú, cháu ở trại Cát Bà. Hôm trước bác giám đốc và bác trưởng phòng ra thăm, có nhận cháu về làm việc ạ. Biết rồi, cứ về nhà chờ nhá. Khoảng 20 hôm nữa ông trưởng phòng đi công tác về rồi hẵng hay. Thưa chú, bác trưởng phòng nói là quyền chú quyết định ạ.
Tôi phải cân nhắc đã. Thế cái hộ khẩu đến đâu rồi? Thưa chú, như cháu đã trình bày ở trong đơn, hoàn cảnh của cháu... Cậu cứ dồn tôi vào thế bí. Đến bố cậu còn không muốn nhận cậu. Thế mà cậu lại bắt tôi phải cố. Không cố được. Rõ chưa? Thưa chú, bố cháu không thương cháu nữa, nên cháu cầu xin các chú, các cô ở đây ạ. Sức vóc thế này, đi bộ đội quách đi, cháu ạ. Cô ơi, nếu được đi thì cháu đã xin đi rồi ạ. Ba tưởng đi bộ đội mà dễ à? Loại tiền án tiền sự. Còn khuya nhá. Chú ơi, cháu không phải đến nỗi như thế đâu ạ. Bỗng dưng người ta nhận cậu vào trường chậm tiến để cải tạo đấy. Thôi, thành thật đi. Chúng tôi còn xem xét. Vâng, cháu đã kể hết trong cái đơn rồi đấy ạ. Cứ để đấy xem xét. Nhanh thì cũng phải chờ ông trưởng phòng về. Và lại tôi phải đi gặp bố cậu, để xem cái lý do gì mà ông ấy lại không nhận cậu. Chú ơi, chú thương cháu thì thương, còn không thì chú đừng gặp bố cháu. Khó hiểu. Thôi được, cậu cứ về đi. 10 ngày nữa đến xem thế nào đã nhá. Chú ơi, viết thăm xong chưa? Các ông cứ chia thành 3 món đi, rồi mới bốc thăm được chứ. Cậu cứ yên tâm về, để chúng tôi còn làm việc nhé. Cháu chào hai chú, cháu chào cô ạ. Hình như hôm qua anh Ngọc đồng ý nhận cậu ấy rồi. Sao anh không quyết đi? Loại này cần phải thử thách. Con em trong ngành còn ối ra đấy, đã giải quyết được đâu. Mình là tham mưu cho giám đốc, cho trưởng phòng, cần phải cản bớt những thứ chủ nghĩa tình cảm của các bố ấy lại. Anh thì lúc nào cũng chủ nghĩa. Thế con người là cái chủ gì? Thế cô nhận hộ tôi nhá. Nếu trưởng phòng mà giao, em làm ngay. Thế trưởng phòng không giao là có cái lý của ông ấy. Cứ như cô ấy, thì cả cái thành phố Hải Phòng này vào làm việc ở đây chắc. Nói chuyện với anh tức như bỏ đá ấy. Tôi chỉ làm 3 món như thế này, xem có được không nhá. Cái xăm đi với cái quần đùi, với 2 cái bát là 1 suất. 2 cái lốp chia thành 2 suất, thế là đủ 3 suất. Chia thế nào thì chia, nhưng còn phải bốc thăm nữa. Công việc của cháu đến đâu rồi? Còn phải chờ 10 hôm nữa bác ạ. Hôm nay tưởng ông trưởng phòng đi công tác về, nhưng nghe nói ông ấy bị ốm ở dọc đường ạ. Thôi, ở đây với bác nửa tháng còn chờ được, 10 ngày có đáng là bao. Trông hộ bác nồi nước nhé, bác ra phố có tí việc. Vâng ạ. Cho mình lấy cái phích nhá. Này, phích của bộ phận tới đâu? Bộ phận nào ạ? À, cậu là con bà Mùi à? Thưa chú, là cháu ạ. Ơ, này, cái phích của tôi đâu? Dạ, cháu không biết ạ. Cháu chỉ thấy phích hết nước thì đổ vào. Cháu tưởng của ai người cầm đi chứ ạ. Nhưng mà cái phích của tôi là có 3 ông Phúc Lộc Thọ của Trung Quốc mới tinh ý. Cháu... Cháu mày làm ạ. Nắng nồi thế này, nước không có mà uống. Cái phích mới mua 24 đồng, nửa tháng lương trung cấp của tôi đấy. Sao? Bác mất cái phích à? Vâng, cái phích 3 ông Thọ của Trung Quốc còn mới cứng, vừa bóc tem xong. Bây giờ biết làm thế nào, bà Mùi mà đâu rồi? Sao lại có thể như thế được nhỉ? Chẳng lẽ tôi vu oan giáo họa à? Không không, ý tôi muốn nói là ai đó đã tham lam. Tôi không biết, bà muốn tính sao thì tính, cả phòng đã ngồi chờ tôi. Thế này bác nhé, bác cứ lấy tạm cái phích của chúng tôi, đem nước về cho các bác bên ấy dùng. Tôi sẽ có trách nhiệm tìm ra cái phích mới của bác. Thì cũng phải thế chứ biết làm sao được. Cháu lấy cái phích của các cô đưa cho bác cái dùng tạm. Cháu gửi chú ạ. Này,
cuối giờ chiều là tôi quay lại lấy cái phích mới đi nhá. Cháu bán cái phích rồi phải không? Thưa bác, cháu không dám làm thế ạ. Cháu mới chỉ ở đây được một tiếng đồng hồ thôi ạ. Cháu có chót dại, cứ nói bác sẽ đi chuộc lại về, đừng ngại. Cháu thề là không ạ. Chắc là cũng chỉ bán được 10 đồng bạc chứ mấy. Có phải cái phích màu đỏ có bang phúc lộc thọ không? Bác đừng nghi oan cho cháu. Cháu xin bác cho cháu đi hỏi các cơ quan xem có cô chú nó cầm nhầm không nhá. Hàng trăm cái phích, biết hỏi ai? Mà cán bộ ai người ta cầm nhầm? Chúng tôi kiều mang cậu thế mà. Bác hiểu sai cháu rồi. Cháu không bao giờ dám phụ lòng các bác. Và lại cháu không đến nỗi như thế. Có chuyện gì thế Núi? Bác Mùi, mất cái phích mới toanh rồi. Chết, làm sao mà mất? Tôi đang hỏi cậu Núi đây. Chứ bà đi đâu lại để xảy ra việc này? Cái phích Trung Quốc mới gần bằng một tháng lương của bà đấy. Tôi đã bảo cậu Núi, nếu chót dại thì tôi sẽ đi chuộc về cho. Nhưng cậu từ chối. Bác đổ oan cho cháu. Bác Mùi nhờ cháu trông hộ thì cháu trông. Chứ cháu thề rằng chỉ có kẻ khốn kiếp mới làm cái việc bốn mặt đấy ạ. Thì vẫn có những kẻ khốn kiếp đấy thôi. Bác. Bà. Bác nói năng cho cẩn thận. Bà ơi, sao bà lại nói thế? Núi, cháu cũng không được. Hai bác nói đi, hết bao nhiêu tiền cháu đền ạ? Có mà đền. Thôi Núi, cháu đi đi. Nghe bác cháu đi đi. Tôi cũng chỉ nói có chót dại, tôi sẽ đi chuộc lại khỏi mang tiếng tổ mình. Không biết ai mà lại tham thế nhỉ? Nó phải nương đến chỗ mình cũng là bần cùng bất đắc dĩ. Khổ. Cái thằng thế mà khổ. Thưa anh, cái cậu Phạm Quang Núi ấy vẫn không được gia đình chấp nhận. Hộ khẩu thuộc diện vãng lai. Trường hợp này tôi đã bảo cậu nhận ngay cơ mà. Dạ. Hộ khẩu làm sao? Dạ, em đã cho cô Yến đi xác minh ông bố rồi ạ. Sao lại phải xác minh? Chả là lá đơn có liên quan đến ông bố, cho nên em chờ anh cho ý kiến thêm là vì thế. Anh cứng nhắc quá. Đơn với tử gì? Mấy lời xin việc của cậu ấy tôi đọc mà thắt ruột lắm. Tôi tin là cậu ta nói đúng. Thôi, anh đi mời cậu ta lại đây cho tôi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi không thấy ai độc ác như ông. Bà không có quyền đến nhà cán bộ nhà nước mà sỉ nhục người ta như thế. Bà làm tổ chức bà phải nắm luật chứ. Vì tôi thương con ông tôi mới đến đây. Chứ chúng tôi với ông chả có quan hệ gì cả. Ông cho mượn quyền hộ khẩu để con ông tạm trú, thì ông mất cái gì nào? Sao bà không lấy hộ khẩu nhà bà ra mà đăng ký? Ông không phải thách, tôi sẽ cho con ông tạm trú. Tốt quá. Thế bà còn đến đây làm gì nữa? Bà toàn làm phức tạp thêm tình hình. Tôi không thấy ai như ông. Người lạ như bà tôi cũng chưa hề thấy. Cái chăn này tôi thích lắm ấy. Chăn này muốn mua được là phải phiếu 5 mét. Đúng rồi. Chị ơi, cái áo con gái kia giá bao nhiêu ạ? Giá vào phiếu vải, ghi trên bảng rồi thôi. Ở đâu ạ? Góc kia kìa. Chị ơi, cho em mua cái đèn pin. 2 pin ạ. Không có đâu. Chị ơi, không bán đâu. Con gái 15 tuổi mặc áo này vừa không chị? Còn phải tùy khổ người, 15-16 tuổi đều vừa cả. Chị bán cho em ạ. Thằng con cắt, bà con ơi. Ôi giời ơi, tôi theo dõi nó từ phố Lãn Đông mới đến đây. Mất cả buổi sáng, nó hết ăn phở rồi lại uống nước. Bây giờ tôi mới bắt được quả tang. Đây, phiếu vải của tôi đây. Tên tôi là Hà Thu Thủy. Đấy, tên tôi đấy. Thằng con cắt, đúng rồi, Hà Thu Thủy, Về đồn, xin bà con dừng tay cho, chúng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật. Mời chị về đồn với chúng tôi đảm bảo mọi tài sản của chị sẽ được giữ nguyên vẹn. Dạ vâng ạ. Đi.
phải làm như bên Tây ấy chứ. Thời chiến mà đi ăn cắp à? Bắn. Mẹ kiếp, khỏe như voi ấy, chả chịu lắm ăn, đã đi ăn cắp. Thằng này ít nhất là 3 năm, phải cho rút tù. Đây không phải là lần đầu tôi ăn cắp. Tính từ bữa thất lạc trước phía Trung Quốc, tôi không còn mặt mũi nào đến chỗ bác Mùi nữa. Tôi cũng không còn đường về nhà. Tôi ra ga, định kiếm việc làm thuê, nhưng đã no đòn với những người đã đến trước tôi. Đây là lãnh địa của họ. Lần đầu tiên tôi phải ăn cắp một chiếc bánh mì. Nó giúp tôi no được một ngày. Lần thứ hai là chiếc mũ cối. Nó giúp tôi sống được 3 ngày. Và lần thứ ba là 65 đồng với 5 mét phiếu vải. Tôi dự tính mua cho em gái cái áo để đến ngày khai giảng nó đến trường có tấm áo mới. Và số tiền đó đủ để tôi chờ ngày ông trưởng phòng ở nhà máy cá hộp đi công tác về. Chúng ơi, anh cháu. Anh núi. Anh ơi, anh có giấy gọi đi làm của nhà máy cá hộp bác dì mang đến. Nhưng nghe tin anh bị bác ấy mang về mất rồi. Cậu dại quá. Anh Ngọc ơi, thằng núi ăn cắp tù rồi. Đấy, em cảnh giác, có đúng không nào? Rất may mà ta chưa nhận, chứ không nhà máy ta lại nuôi một kẻ ăn cắp. Anh ạ, công an mà có đến đây, em sẽ trả lời thay anh. Ví dụ mình bảo là tuy có hợp đồng lấy người với trại Cát Bà, nhưng chúng tôi đã thận trọng xem xét các thủ tục và thử thách các đối tượng. Vì thế, ta đã giúp ngành công an phát hiện ra một tên ăn cắp. Ta chuyển việc chậm thành việc có ích cho xã hội. Về phía công an chắc phải cảm ơn chúng ta. Thôi đi. Anh có góp phần thì góp phần làm hỏng của con người. Lòng tốt của giám đốc của chúng ta đã muộn mất rồi. Thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Biết thế cứ để cậu ấy ở trại. Chúng ta ác quá anh Trượng. Em không hiểu. Đúng. Anh thì làm sao mà hiểu được. Miền như tim tôi hài phòng, dịu ngọt tuổi thơ dẫu đã xa rồi. Năm tháng lớn lên từ buồn thương, câu hát đắng cay lòng mẹ. Để tôi đi nhổ neo, nhổ neo, nhổ neo cuộc đời. Nhớ tin tôi hài phòng, lòng ngực biển xanh ôm gió khơi lòng lòng. Tôi nhớ dâm gian những triền sông, tôi nhớ nao nao sắc phượng hồng. Dừng lại thời gian nơi sóng xô về, gió đổ về ngày xưa ấy. Xin cho tôi lần con phố nhẹ nâng bước chân. Bay bay những tà áo thơ. Hôm nay tôi ngày mai, tuổi thơ năm ấy đang về để yêu mãi. Xin cho tôi là năm tháng dài theo ước mơ tuổi trẻ, nao nao bên từng cánh chim.
biển Đông vẫn chờ mong một dòng nước mắt tâm lòng để xanh mãi.